Chào các bác, buổi trưa 12 giờ rồi, thì lên tranh thủ tí nghỉ thay chậu cho cây này. Chậu nó nhỏ quá, thì thay sang cái chậu này nó lợn rộng hơn. Cây xanh quê vừa mới đưa về nhà ông anh về. Đấy, trước mua nó cũng mười mấy triệu đấy, trả về trước mấy năm ngoái, được một năm rồi đấy. Cây rất già và đi chơi được rồi. Cây nó gọi là cây hoàn thiện, già từ chân bệ đến tận răm, nó hoàn thiện rồi. Các bác tí nó lọc ra thì bác nhìn sẽ rõ. Đây này, những cái đầu răm nó rất là già này. Cây khá là hiền, cây. À, bệ thì đang dần ổn hơn rồi, có chất liệu, vẫn có tương lai, vẫn có thể tốt được, ok được. Bệ khá là ổn. Mặt này thì kém chút, mặt này thì ok hơn. Này ok hơn. Đấy. Tí nữa tôi sẽ xem có chỗ nào bệ nó rối rắm, điều chỉnh lại chút. Và rút răm. Cây lâu lắm thì chẳng ai động vào. Một cây rất là đẹp hồi xưa đấy. Chẳng ai động vào. Tôi về tôi lại đụng vào thôi. Rồi làm các bác nhé, để chuẩn bị nghỉ trưa. Con nhà 12 giờ trưa lên máy làm cây.
sơ bộ nó là như vậy, nó lại đam ngay thôi mà. Thì cơ bản tốt, có những bài làm vậy cũng không chia sẻ, thì rút ra rất là nhiều, nhưng mà nhìn các bạn em làm, nhưng mà nhiều người không làm được. Nhưng mà nó cái phương pháp đơn giản này, thứ nhất là nó có thuộc về cái kỹ thuật, thứ hai là cái phong cách chơi. Thì thứ nhất là phong cách chơi thì có người thì thích rút răng nó ngắn lại, nó rụt nó ngắn, còn có thì nó nhìn nó gọn mà nó khỏe hơn. Còn có những người thích để răng nó dài thì người ta bấm ít để răng nó dài thì nhìn nó bay hơn, nó bay nó lả lướt hơn, đấy tùy quá. Thì còn cái kỹ thuật thì làm sao mà các bác để cho nó răng nó đều, phân bố đều và thoáng nhất mà nó giữ được cái form cây, nó như vậy thôi. Cơ bản như vậy, chẳng có gì cao siêu cả. Đơn thuần là chăm sóc cái cây rất mất tán, và thậm chí là có những cái răng nó dài quá thì lại lọc đi, mới răng mới, đấy như vậy. Chứ mà cứ thế là lấy cái kéo là lá hoặc là bô là bấm đâu, đấy. Thì còn cái cây này thì thường thường em thường là rút lá xong thì mới cắt răng, nhưng mà cây này lá dài, mẹ chưa rồi, là luôn nó tất cả. Xử lý cái bệ cây này chút. Thế thôi, còn mỗi cái rễ này là trướng thôi. Rồi, nhấc sang cái chậu mới các bác nhé, để nghỉ trưa thôi. Đây các bác, tiết mục vầy bẩn đã xong. Đáng lẽ ra là phải xịt sơ sơ cho nó cái, cho nó lên màu nhìn nó mới đẹp các bác ạ. Đấy, một cây rất là hay đấy. Từ thân bệ lên nó cao độ chắc độ 35 phân 35 phân, 35-40 phân. Đấy, chỗ này xử lý đi, bỏ cái này đi rồi, đi đỡ đi rồi. Lưới này có chất liệu mà, cái này giữ đi làm quái gì đâu. Cái này cứ cho nó lớn ra thôi. Đấy, sau này nó sẽ, hy vọng sẽ mọi chỗ nó như này, tức là ổn. Đấy, lên nhá, già nhá, già ra cóc luôn.
làm răm thì đã rất là lâu rồi. Đấy. Trước của người chơi cũng có tiếng mà, cho nên là anh em chăm cũng tốt. Bây giờ tôi lại cải tiến và thử hưởng lại thôi. Cây này chỉ nguyên giữ dáng này thôi, chứ không có cái gì thay đổi cả. Thế tôi vít cái tay hoành này nó xuống một chút thôi. Đấy. Các bác nhìn răm này, nó già, nó lục cục này. Những cái nốt này. Cứ lên rồi lại cắt này. Đấy, xong rồi lại lọc đi, xong rồi lại để thoáng, xong lại nuôi những cái răm tiếp theo, cho nên rất là già. Đấy. Trước mua là 12 triệu, không chậu, không có chậu. Cái chậu này, chậu tàu thì đâu đấy triệu nữa. Đó. Các bác hy vọng là nhìn thấy hết vẻ đẹp của cây này. Rồi, cảm ơn các bác nhé. Tí em vít cái này xuống một chút nữa. Đấy. Xịt một ít nước vào, các bác nhìn thấy nó khác. Nó nổi, nó sẫm lại. Nhìn nó dã man. Ui, vít cái này xuống tí. Tí nữa thôi. Cặp đôi hoàn cảnh. Rồi. Kết thúc thật rồi các bác nhé.